Trọng tâm của ngành nông nghiệp tỉnh Hưng Yên đến năm 2030 là thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Vì vậy, các địa phương phải sớm xây dựng đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp với những giải pháp cụ thể với diện tích lúa trên 56.000 ha mỗi năm. Vì vậy, vấn đề này đang được các sở ngành triển khai bằng nhiều giải pháp để tăng diện tích lúa chất lượng cao kháng sâu bệnh. Với mục tiêu nâng cao giá trị sản xuất lúa trên địa bàn tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên đã tiến hành thực hiện nhiệm vụ xây dựng mô hình ứng dụng gói kỹ thuật canh tác tiên tiến trong sản xuất lúa Gia Lộc 516 theo chuỗi giá trị nhằm đưa vào sản xuất giống lúa mới phù hợp với điều kiện thời tiết hiện nay, những giống cho năng suất và chất lượng cao. Gói kỹ thuật phù hợp cho từng tiểu vùng sinh thái mới đem lại hiệu quả cao, gọi tắt là gói kỹ thuật tiên tiến, để người nông dân được tiếp thu những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, giảm thiểu chi phí sản xuất tối đa, bảo vệ môi trường, tăng hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích. Gói kỹ thuật canh tác tiên tiến được công nhận là tiến bộ kỹ thuật theo quyết định số 321 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã được Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Lúa Thuần áp dụng triển khai ở nhiều địa phương. Kỹ thuật canh tác tiên tiến ở đây thì gồm có các khâu đồng bộ, ví dụ là làm đất bằng máy, cấy máy, bón phân bằng máy, và có các kỹ thuật nữa như là đưa các cái chế phẩm sinh học vào để cho tăng cái lượng oxy cho đất khi mà gieo cấy các cái giống lúa này. Đồng bộ hóa được cái khâu làm đất cũng như là cấy toàn bộ bằng máy, gặt bằng máy và bón phân bằng máy và phun thuốc sâu bằng máy, thì cái đấy sẽ cái thứ nhất là giảm chi phí cho bà con nông dân và nâng cao hiệu quả kinh tế rất tốt cho tỉnh Hưng Yên. Giống lúa Gia Lộc 516 đã được Hội đồng Khoa học Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn công nhận là giống lưu hành năm 2020. Đây là giống có tiềm năng năng suất chất lượng cao, thích ứng với phương pháp canh tác ứng dụng kỹ thuật mới vào sản xuất. Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2022, giống lúa này được xây dựng tại các huyện Văn Lâm, Yên Mỹ, Ân Thi, Phù Cử, Tiên Lữ, Kim Động với quy mô khoảng 190 ha, trong đó vụ xuân 55 ha, vụ mùa 135 ha. Qua sản xuất ở hai vụ và ứng dụng gói kỹ thuật canh tác tiên tiến cho thấy thời gian sinh trưởng giống Gia Lộc 516 trong vụ xuân từ 128 đến 133 ngày, vụ mùa từ 103 đến 108 ngày, thích ứng với điều kiện tự nhiên của tỉnh Hưng Yên và điều kiện canh tác ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất như làm đất, cấy bằng máy, chế phẩm sinh học trong chăm sóc và ứng dụng tưới tiết kiệm. Một số đặc điểm nông sinh học của giống lúa Gia Lộc 516 đáng chú ý. Giống lúa Gia Lộc 516 sinh trưởng phát triển tốt, dạng hình cây gọn đẹp, lá đồng nhỏ, đứng cứng xanh nhạt, cứng cây, chống độ tốt, chống chịu khá với một số sâu bệnh hại chính như bạc lá, đạo ôn, khô vằn và dền nâu. Thời gian hạt vào chắc khá nhanh, từ 25 đến 28 ngày, tỷ lệ chắc cao 90 đến 94%. Gạo hạt dài, trong cơm mềm, thơm nhẹ. Giống lúa Gia Lộc 516 có chiều dài bông 23 đến 24 cm, xếp hạt trung bình, dạng hạt dài vàng sáng, khả năng đẻ nhánh khỏe, số hạt trên bông đạt khoảng 160 hạt một bông, số bông hữu hiệu đạt 280 đến 300 bông một mét vuông. Đây là các yếu tố quan trọng góp phần quyết định đến năng suất của giống lúa Gia Lộc 516. Cùng với đó, ưu việt của giống lúa này là khả năng chống độ tốt và mức độ nhiễm sâu bệnh hại thấp ở vụ xuân là bệnh đạo ôn, ở vụ mùa là sâu cuốn lá, đục thân, bệnh bạc lá, khô vằn. Giống Gia Lộc 516 là cái giống kháng chịu sâu bệnh tốt, kháng được gần như hết các loại như bạc lá, đốm sọc vi khuẩn hoặc là đạo ôn. Có những hộ gia đình chỉ phun một lần đến hai lần, phòng trong khi đó cái bắc thơm số 7 có nhà người ta phun đến 5 lần, kháng sâu bệnh tốt, nhiễm nhẹ các cái bạc lá này. Cái lợi của cái Gia Lộc 516 này là đặc biệt là kháng sâu bệnh, mà hai là cái độ cứng cây không bị ảnh hưởng đến việc đổ hay là sâu bệnh. Đấy, cái là cái mà bà con mong muốn nhất. Năm 2022, thời tiết vụ xuân rét đậm, rét hại kéo dài, vụ mùa bị ảnh hưởng của hai cơn bão và những đợt nắng nóng kéo dài. Nhưng giống lúa này vẫn đạt được số bông trên mét vuông và số bông hữu hiệu đạt cao, tỷ lệ lép thấp,
Vì vậy, năng suất vụ xuân đạt từ 68 đến 70 tạ một hecta, vụ mùa đạt từ 60 đến 61 tạ một hecta, cao hơn so với giống đối chứng Bắc Thơm số 7 từ 9,6 đến 25,0%. Và đây là giống lúa có chất lượng cơm mềm, vị đậm ngon. Bà con chăm bón nó chỉ từ 130 đến 150 nghìn trên một sào. Năng suất thì chúng tôi đang dự kiến nó khoảng từ 2 tạ 3 đến 2 tạ rưỡi trên sào vụ mùa này. Nếu còn vụ xuân thì chúng tôi cấy là nó từ 2 tạ 7 đến 3 tạ. Và cái chất lượng gạo, cơm gạo trắng, dẻo, thơm và có vị đậm, bà con nông dân cũng rất phấn khởi. Trừ chi phí cái vụ này đi thì chúng tôi cũng dự kiến khoảng trên 1 triệu trên một sào. Nếu mà đầu tư thì các cái giống lúa này thì độ sinh trưởng phát triển là tốt hơn rất nhiều, mà có thể tỷ lệ đầu tư còn giảm hơn. Thuốc bảo vệ thực vật cũng như là về phân bón không tốn hơn. Thì về cái tiêu thụ thì cái này nó cũng là cái mặt hàng nó cũng dễ tiêu thụ mà. So với các giống khác lúa năng suất thì chất lượng thì không bằng cái này, cho nên cái này thì dễ tiêu thụ thôi. Từ thực tế cho thấy hiệu quả kinh tế xây dựng mô hình ứng dụng gói kỹ thuật canh tác tiên tiến trong sản xuất lúa Gia Lộc 516 tại các địa phương trên địa bàn tỉnh cho thấy khi ứng dụng gói kỹ thuật canh tác tiên tiến trong sản xuất lúa Gia Lộc 516 sẽ giảm chi phí mua thuốc bảo vệ thực vật, giảm chi phí công lao động, lợi nhuận vượt hơn giống Bắc Thơm số 7 trên 4,2 triệu đồng. Bên cạnh đó, việc xây dựng mô hình gói kỹ thuật phù hợp cho từng tiểu vùng sinh thái mới đem lại hiệu quả cao, gọi tắt là gói kỹ thuật tiên tiến, để người nông dân được tiếp thu những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, giảm thiểu chi phí sản xuất tối đa, bảo vệ môi trường, tăng hiệu quả kinh tế cho đơn vị diện tích. Do là áp dụng cái gói kỹ thuật canh tác tiên tiến, do vậy mà cái lượng phân, lượng đạm là cũng giảm rất nhiều, lượng thuốc sâu, thuốc bệnh là cũng giảm so với các giống lúa khác, kỹ thuật canh tác khác. Thế do vậy mà để đảm bảo cái môi trường, về cái môi trường là cũng rất đảm bảo, không bị ô nhiễm môi trường trong vấn đề khi mà canh tác cái giống lúa này. Giống lúa này chúng tôi đã nghiên cứu chọn tạo ra, đã có những các cái gen kháng vụ xuân thì kháng được đạo ôn và vụ mùa thì kháng được bạc lá. Ngay như cái vụ mùa năm 2022 này tại địa bàn Hưng Yên này thì cái vấn đề bạc lá rất lan giải. Các giống lúa hầu như là bị bạc lá đến 80-90%, có những ruộng cháy trụ, nhưng mà riêng giống này thì là không bị nhiễm bạc lá. Đấy là một trong những cái giống mà để mà có khả năng thích ứng tốt, mở rộng ra diện tích rộng trong toàn tỉnh Hưng Yên trong thời gian tới. Việc triển khai mô hình ứng dụng một số kỹ thuật gói kỹ thuật canh tác tiên tiến trên giống lúa Gia Lộc 516 phục vụ sản xuất nông nghiệp theo hướng tăng trưởng xanh tại tỉnh Hưng Yên, tiến tới hình thành các vùng sản xuất quy mô lớn, sử dụng công nghệ cao gắn với bảo quản chế biến, đẩy mạnh cơ giới hóa và ứng dụng máy móc công nghệ hiện đại, tăng sức cạnh tranh của hàng hóa trên thị trường, giải phóng sức lao động và góp phần thành công thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững của tỉnh. Đối với gói kỹ thuật tiên tiến thì chúng tôi vừa từ góc tuyển chọn giống cũng như là các cái kỹ thuật canh tác áp dụng cho cái mô hình sản xuất lớn trên địa bàn, đặc biệt là cái việc đưa vào cái giống lúa chống chịu được sâu bệnh, ít sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Với mô hình này chúng tôi cũng sản xuất theo cái mô hình chuỗi, áp dụng từ nhà khoa học, nhà quản lý, nhà nông và nhà doanh nghiệp. Ở góc độ giai đoạn mô hình sản xuất thử nghiệm, chúng tôi hướng tới sẽ sản xuất trong mô hình thực nghiệm lớn hơn, và từ đó thì liên kết các cái nhà doanh nghiệp, cụ thể các doanh nghiệp xuất khẩu gạo trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, để chúng tôi hướng tới việc tiêu thụ cho bà con nông dân, tránh cái việc được mùa mất giá. Để đẩy mạnh cơ cấu nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa có năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng cao, bền vững, thời gian tới cùng với các ngành, các địa phương, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên sẽ phối hợp triển khai nhiều nhiệm vụ giải pháp, trong đó tập trung phát triển sản xuất hàng hóa thành các vùng sản xuất quy mô lớn, sử dụng công nghệ cao gắn với bảo quản chế biến, đẩy mạnh cơ giới hóa và ứng dụng máy móc công nghệ hiện đại, tăng sức cạnh tranh của hàng hóa trên thị trường, đồng thời đẩy mạnh chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển nông nghiệp và nông thôn, tạo môi trường thuận lợi, khuyến khích các doanh nghiệp liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế nông nghiệp và bảo vệ môi trường.